Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Hiện tại Hải đang có mặt tại con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở phía trước của tòa án tối cao. Thì hôm nay đang diễn ra một cái buổi xét xử của tập đoàn Địa ốc Alibaba và xử lý Nguyễn Thái Luyện cùng với đồng bọn ngày hôm nay. Thì phía trước có mọi người là tòa án ấy, rất là nhiều người tụ tập đứng ở phía bên trước của tòa án này xem xét xử vụ án ấy. Thì Hải sẽ lên phía trên để quay cho mọi người xem một xíu nha, xem cập nhật tình hình phiên tòa như thế nào. Và hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều, mọi người có thể thấy là rất là nhiều người tụ tập phía bên trên của tòa án ấy. Thì Hải tranh thủ đi lại quay cho mọi người xem xíu nha. Thì tòa án này thì hôm nay sẽ xét xử trực tiếp ở bên trong và sẽ bên ngoài là sẽ được dựng rạp cũng như là có hệ thống máy chiếu cho những cái bị cạn, cho những nạn nhân của cái vụ vừa rồi á, cho người ta bên ngoài ta xem và xét xử trực tiếp.